Hi, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Hồ Cá Ngoài Trời. Thì rất là lâu rồi, mình cũng mới quay lại để quay clip cho các bạn, chia sẻ cho các bạn thấy về cái khu nuôi cá của mình. Thì cũng có rất nhiều anh em nhắn tin hỏi mình là anh ơi còn nuôi cá hay không, còn bán cá hay không. Thì cơ bản thì mình hiện tại là không còn bán cá. Tuy nhiên cái vẫn còn giữ cái đam mê nuôi cá giúp bi cho các bạn. Thì các dòng mình nuôi hiện tại thì nói chung á, là hiện tại mình chỉ còn nuôi một dòng duy nhất là cá coi đỏ thôi. Thì coi đỏ này là một cái dòng cá mình yêu thích từ xưa đến giờ rồi, thì mình vẫn giữ nó tới hiện tại này. Các bạn có thể thấy mình cũng ít khi cho ăn lắm, tại mình đi làm suốt à, ở nhà thì ai rảnh thì cho ăn, còn không thì nó cũng sẽ nhịn đói gì đó. Nhưng mà nó nhịn đói thì nó sẽ không có chết nha các bạn nha. Nhưng mà mình cho ăn nhiều quá thì cũng có nguy cơ nha. Mấy bữa nay trời mưa nhiều quá nên là tụi nó cũng không có được linh hoạt. Cái dòng coi đỏ này thì nó cũng rất là khó nuôi. Rất là nhiều anh em hỏi thăm là coi đỏ sao em nuôi rất là khó, mà sao anh nuôi anh thả đại mà nó không chết. Thì mình trả lời cho các bạn biết luôn á, là do mình nuôi nó quen rồi, nó thuần cái nước cũng như là cái môi trường ở cái khu vực của mình rồi, nên là hiện tại mình nuôi nó rất là khỏe ha. Nước lên tảo rồi cũng ít khi nào mình thay nước lắm, nhưng mà tụi nó vẫn khỏe. Và cái tỷ lệ thuần của cái con coi đỏ này hiện tại ở cái trại của mình thì hầu như là nó đã thuần chủng luôn rồi các bạn. Cái tỷ lệ đẻ ra mít đầu á, hầu như là không có ha. Khoảng 80-90% ở lên tay bơi. Còn cái chuyện mà nó không có lên tay bơi hoặc là mít đầu cũng rất là ít. Thì nó cũng còn một vài con như thế này nè, các bạn thấy không? Cá mình dạt ra nè. Tuy nhiên thì cá lên full tai và cái đầu sâu rất là nhiều. Anh em thấy cái lưng của nó lên rất là sâu. Đó. À, mấy con coi đét của mình ở đây nó thuần chủng lắm rồi. Mình cho ăn ít thôi, tại vì hôm nay trời mưa. Mấy con này thì các bạn nếu mà nuôi á, nếu mà các bạn nuôi mà muốn cho nó đẻ nhiều á thì cho nó ăn thức ăn sống, ăn chuồng chỉ hay ăn cò bo á, hoặc là cho ăn cám nhiều cử vào thì nó sẽ đẻ nhiều, còn không thì nó sẽ kiểu như sinh tồn hơn, ít đẻ. Nó cũng sẽ ít đẻ lắm nha các bạn, phải tấp đẻ nữa. Con này thì tập tính nó hay ăn con, nên là các bạn nếu mà các bạn muốn cho nó đẻ nhiều á thì phải tách đẻ nó ha. Có một con si thu đây nữa nè, cái thịt nó trắng tươi à. Rồi cái đây là một bầy cá bảy màu đồng. Cái hồ này là còn có con mái à, mà cứ gần nó gần lụi thì nó sẽ nảy lên tiếp, sống dài. Mấy cái hồ này thì cá mình thảy qua thôi, tại hồ trống nhiều quá, hồi xưa mình nuôi nhiều. Còn bây giờ thì ít rồi. Ở đây mình có một cái bậy mu ly nè các bạn. Mu ly mình thích chơi vậy đó, nhưng chơi nó nằm ở trong đây nè. Nó không ra nè. Nó mới đẻ con nè. Cái hồ này mình cũng đang trống, mình thả mấy con cá mu ly vô cho nó ăn lăng quăng thôi. Nhìn các bạn thấy không, khi mà cái hồ cá của mình á, hạn chế được ánh nắng ha. Cái thứ hai là mình ổn định được cái vi sinh á, thì các bạn có thể thấy cái hồ cá của mình nè, nó trong veo à, trong vắt luôn á, các bạn thấy không? Đó là cái hồ cá ổn định vi sinh ha.
Mấy con này là mấy con coi đỏ già nè. Cái này mình không có ghép trống nha. Mình thấy khi mà mấy con cá này mà mình không có ghép trống thì nó mập lắm. Các bạn nào mà nuôi thủy sinh, nuôi dòng này thủy sinh cũng rất là ok nè. Nguyên bầy luôn. Mình không có thay nước gì hết. Các bạn thấy cặn không? Cặn nó đóng dưới đáy nhóc trên nè. Mình cũng không thay nước luôn. Rất là đẹp. Hồ này thì nó bị lủng rồi. Đó. Thì đó là một vài cái chia sẻ của mình về cái khu nuôi cá mà hiện tại ha. Các bạn cũng quan tâm, hỏi thăm thì đây mình sẽ quay cho các bạn một vọt cho các bạn xem. Thì hiện tại cái oxy của mình cũng đã tắt luôn rồi, mình không có để oxy nữa. Đó, như vậy thôi, con cá bình tích nó ra nè các bạn. Mình chúc các bạn có một ngày nghỉ lễ thật là vui bên gia đình ha, giữ vững cái đam mê nuôi cá. Mình xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video clip tiếp theo. Sắp tới chắc mình cũng không có dự định gì nhiều hoặc là dự định gì mới đâu, thì chắc cũng sẽ nuôi giữ vững cái đam mê thôi, chứ không có phát triển thêm dòng cá nào mới hoặc là buôn bán gì hết ha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video clip tiếp theo nha. Bye bye.